sân hàng nào ngay Đông Triều Quảng Ninh. Rất bền. Phản tác rất tốt đến từ Duy Tú. Tiếp tục là những đường cầu ép vào Trần Ngọc Triệu. Bạn ạ. Đặt cầu cho Hoàng Anh. Và cầu rất tầm co. Và là ở cái khu nhà giàu anh. Xét đầu thứ hai bắt đầu rồi. Chào anh chị Viết Tuyền nhé. Vâng, anh với này tôi gửi lời chào đến anh chị Viết Tuyền. Cầu ngoài thôi. Đây là một đồng tiền loại này. Đây là Quân Dương có thể khi chào Quân Dương có thể chào tôi để tôi có thể chào lại bạn không ạ? Anh ơi, lát nữa đôi Công Hải sẽ gặp đôi Long Phùng của Mạo Khê anh ạ. Hà Anh Mạnh Thắng trong tứ kết đã để thua đôi Tú Huy là đôi ở bên kia. Vâng, sau trận này thì trận của Anh Long. Ok anh, hẹn anh ở sân khấu. Đập công rồi, đập công thôi. Nào vị nhỏ hay là vị chuối đấy. Tổng đất của thành với Hải Sơn là khá đáng. Thành mình đánh giá là đôi triệu của anh đôi Tú là đội đội nhất. 6. Giờ quay vào đường. Một cầu tốt của Tú. Với Hải Sơn. Anh nhìn em máy quay một trắng đi. Đang xem bên ngoài qua máy quay. Mưa đẹp quá. Có
cầu rất tốt. Tiếp tục đập cầu. Trong nhà thi đấu này thì các sân Hà Nội Đông Triều Quảng Ninh. Rất bền. Phản tác rất tốt đến từ tôi Duy Tú. Tiếp tục là những đường cầu ép vào Trần Ngọc Triệu. Không có che đồ bạn nào. Ồ. Đặt cầu Hoàng Anh. Và còn có Trần Quang. Và là ở cái khu nhà giàu anh. Đây là trận bán kết một đôi nam. Đây là trận bán kết 1. Trận bán kết 2 sẽ là giữa đã thắng với tỷ số 21-17. Và trận trận đấu đã kết thúc. Đội Chủ Huy đã vào chung kết.